Xin chào tất cả các bạn, mình là Lala, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hà Mai Beauty. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người một sản phẩm mà mình có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng trong việc là điều trị mụn và vấn đề về dầu ở trên da, đặc biệt nếu da bạn đang là da nhạy cảm. Đây là một nhãn hiệu mà phát triển và điều trị dành riêng cho da nhạy cảm với thành phần được công nhận bởi hơn 25.000 bác sĩ, chuyên gia da liễu hàng đầu trên toàn thế giới. Đây là một em dược mỹ phẩm hàng đầu của nước Pháp, thành lập từ những năm 1995 và cực kỳ hot trong những năm gần đây. Thành phần của các sản phẩm của La Roche-Posay luôn hướng đến đối với các bạn mà bị da nhạy cảm này, những bạn mà gặp vấn đề trên da hoặc là da cực kỳ dễ kích ứng. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các sản phẩm của La Roche-Posay. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đấy chính là em sữa rửa mặt của La Roche-Posay. Nhà Hà Mai thì đang có hai size cho các bạn có thể tùy ý và lựa chọn. Mình có thể là hơi băn khoăn một chút trước khi sử dụng size to thì có thể có ngay size bé là 50ml dành cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về công dụng của em ấy như thế nào nhé. Nếu da của bạn là da rất dễ kích ứng này và đang bị mụn hoặc là da rất nhạy cảm, những vấn đề về dầu ở trên da, khi mà bạn thuộc da như thế, tức là da của mình đang trong trạng thái là mất cân bằng về nước cũng như là độ pH và lượng dầu ở trên da. Chính vì vậy nên là La Roche-Posay với các bảng thành phần mà mình tin chắc là mỗi một thành phần ở trong cái em sữa rửa mặt La Roche-Posay này thì đều có một công dụng mà đặc trị những vấn đề ở trên da của mình. Bây giờ mình sẽ liệt kê cho mọi người một vài những cái thành phần chủ yếu. Mà thành phần đầu tiên phải kể đến đấy chính là khoáng ở trong em La Roche-Posay sữa rửa mặt dạng gel này. Khoáng thì có công dụng là làm sạch trên da của mình ấy, những cái dầu thừa này, bã nhờn hoặc là bụi bẩn sau một ngày làm việc đi ngoài đường hoặc là mình tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng, những tác nhân từ môi trường. Còn thứ hai là thành phần kẽm, theo mình nhớ không nhầm là kẽm PCA, có công dụng là làm sạch da, thoáng những phần lỗ chân lông. Cuối cùng là thành phần citric acid, có công dụng là làm dịu da này, những cái vết mà mình bị dị ứng hoặc là mình bị mụn ấy thì thường da nó sẽ bị tấy, bị sưng, bị đỏ. Em ấy thì có công dụng là làm dịu những cái phần da bị ửng đỏ trên da như thế. Ngoài ra thì có những thành phần khác như là nước khoáng, aqua hoặc là những thành phần mà điều trị về vấn đề mụn ở trên da của mình nữa thì mình sẽ không liệt kê ra nhé. Những bạn mà đang điều trị mụn, những mụn sưng, mụn viêm và mụn tấy mà mình cảm giác rất là đau và rất là khó chịu, hoặc là những bạn mà da đang bị dị ứng, mẩn đỏ, những bạn mà kiểu cảm giác dầu ở trên da mà mình đã sử dụng rất nhiều loại sữa rửa mặt nhưng mà không thể nào mà lấy đi được một cái lượng dầu vừa đủ mà vẫn lại giữ ẩm trên da thì mình tin đây là một sản phẩm mọi người nên thử. Nếu bạn có một làn da đỏng đảnh, bị mụn, cực kỳ khó chịu về vấn đề bị mụn thì mình nghĩ là mọi người nên thử sử dụng em này xem sao, cũng như da mình bây giờ vậy. Qua ngay nhà Hà Mai và rước em ấy về nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Lala và Hà Mai Beauty. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhá. Bye bye.